Vị khán giả thân mến, ngày hôm nay thì là ngày 29 Tết, Hải đang trong hành trình về quê ăn Tết và cũng như là xuân năm Giáp Thìn đang khá là cận kề. Và lời đầu tiên Hải xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới bình an, nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hiện nay thì Hải đang trong hành trình tới thăm một người bạn rất là đặc biệt. Và người này đã giúp Hải trong rất nhiều trong công việc, thậm chí là trong kinh tế. Và đặc biệt hơn cả, đó là người truyền cảm hứng cho Hải về việc sáng tạo nội dung số trên nền tảng YouTube và kể những câu chuyện về cuộc sống vùng cao ở Hà Giang. Và người đó là ai thì xin mời quý vị khán giả cùng theo chân Hải. Xin chào, chúc mừng năm mới nha. Có ít quà. Ủa nặng đấy. Nặng không? Rồi. Đặc sản Hà Giang. Đây, tôi xin một phút quảng cáo những cái sản vật đến từ Hà Giang. Đây, có biết ông ở nhà một mình Tết không có bánh chưng. Bánh chưng này của Hà Giang đây nhá. Và cái hình ảnh này cũng khá là rõ nét, nó là bánh chưng vù. Bởi vì là hình ảnh của bà con vùng cao là đi làm lúc nào phải khom lưng đấy. Đấy. Và một chút sự chăm chỉ. Như những chú ong đúng không? Đúng rồi. Biết ông thích sự ngọt ngào nên là tôi đã trở thành một chàng trai mãn mật. Đây. Và đây là một cái sản phẩm không phải đến từ Hà Giang, nó đến từ Mộc Châu. Ủa, ra lệ Mộc Châu ở đây. Ừ, ông có thể khui ra. Nhưng mà như thế nào để tôi có thể, bởi vì ông đến từ Hà Giang, ông tặng đồ Hà Giang thì tôi có thể hiểu được. Ừ. Tại sao bỗng dưng lại có một món quà Mộc Châu ở đây? Cái chai này thì rượu này thì được làm những cái trái dâu tây mọng nước và xinh đẹp. Sao và... ông biết là mọng nước xinh đẹp? Vì là người ta chọn những cái quả mà không xinh đẹp không bán được, người ta làm rượu ra. Cái trang trại này thì nằm ở Sò Lườn, Sơn La, Mộc Châu thì là Bô Lô Bà La là một anh chàng rất là hay ấy, là bỏ phố về rừng để trồng mộc trồng dâu tây hữu cơ. Cái này thì có một cái rất là hay, đó là cái màu của nó này, ông mở xem màu. Cái này thì Nam đã hiểu rồi các bạn ạ, là vì sao mà liên quan đến Mộc Châu, bởi vì là có một người bạn chung giữa hai đứa. Nhưng bây giờ là mở cái này ra hơi khó thế này. Tôi nghĩ là cứ mở ra thôi. Cứ xé ra nhá. Cứ xé ra đi. Để cái này. Xé đi. Xé đi. Cái này thì có một cái đó là cái màu sắc thì nhìn rất thích, và chai đặc biệt là cái chai cầm cũng rất là thích. Không thể cầm không? Cái màu chai, đầm. Đầm. Wow. Cái này là thiết kế riêng nhá. Thiết kế riêng đấy. Đây. Đã làm thử không? Anh lấy có, ra anh có. Làm thử vài ly đi. Đây đầu tiên thì... Ơ, ông. Hình như cái nhà ông lột xác hoàn toàn hả? Lột xác là sao? Ý là cái nhà trước mà tôi vào thăm ông, cái nhà nó màu khác mà. Tôi mới sửa lại. Sửa lại thì từ một cái tông màu trước kia là thiết kế Indochina phong cách Địa Trung Hải. Thì bây giờ nhìn những cái màu vàng nó hơi giống cái màu ve hay rồi. Không đúng. Con người đến từ Hà Giang không thể nói như thế được. Nói lại, tường cái gì như nào? Cái màu tường khá giống cái màu trình tường đất đúng không? Đúng rồi, đấy. Đây này. Đấy, đến đây là chơi nó chuẩn. Ở đây có một cái chiếc ba con ly, có thể nhìn toàn cảnh Hà Nội rất là xinh luôn. Để mở ra mọi người xem. Và trước ban công thì được trồng rất nhiều những hoa. Đây. Và từ đây thì có thể nhìn xuống phía bên kia là Hồ Tây. Ok, thì bây giờ mình có thưởng thức nó một chút không? Thưởng thức rượu á? Là rượu thì Tết nhất thì theo phong tục của Việt Nam từ trước đến giờ là nên uống một tí, bởi vì trong má nó đỏ hơi thì nó ấm người, với cả mang lại cái sự may mắn. Nhất là cái rượu này màu nó rất là tươi mát nhỉ, trông rất là may mắn đúng không? Màu đỏ là tượng trưng cho may mắn này.
Đấy, thế nhưng mà ngày hôm nay thì ông đến đây một mình, ông đi xe đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì tôi thì tôi cũng chăm em bé, tức là chúng ta cũng không nên để hơi thở có cồn. Thì cái Rồi. này để vào một dịp nào đấy mà buổi tối khi em bé ngủ rồi, hoặc là lúc đấy ông cũng không phải lái xe, không phải giao thông, thì chúng ta sẽ uống hết cái chai này. Đấy, thế Ok. tạm thời bây giờ tôi sẽ cất ở đây nhá. Chờ khi nào mà ông có nhiều thời gian dành cho tôi hơn thì chúng ta sẽ cùng tâm sự uống và tâm sự chuyện trên núi, trên bản, chuyện những hành trình nhiều hơn nhá. Đấy, còn bây giờ tôi nghĩ là chúng ta đến với cái gì nó thiên nhiên một chút đi. Ví dụ mật ong nhá. Thì tôi có trà này, trà này tôi cũng pha là trà trà thảo mộc các thứ đấy. Rồi. Đấy, cần thì cho thêm một thìa mật ong vào nữa là đảm bảo cái trời lạnh của miền Bắc này nó vừa ấm này, mà nó vừa đề kháng đúng không? Tăng Đúng sức đề kháng. Ai mà kiểu ho he ở cổ ấy rồi. thì thêm một chút mật ong vào nữa là đúng bài rồi, là nó sẽ giúp cho cổ họng nó dịu hơn. Đấy. Cái mật ong Bạc Hà này thì nó rất là đặc biệt. Nếu mà ông đã từng dùng cái mật ong này rồi thì chắc là không muốn dùng cái loại mật khác luôn á. Không phải không muốn dùng mà không dùng được ấy, bởi vì là cũng dùng, đúng là dùng thật rồi, tức là Hải thỉnh thoảng có gửi cho mình một vài chai thì mình cũng uống và mình cũng cho cả ông bà ngoại nữa. Thế là nhưng mà khi kiểu mọi người dùng hết ấy thì mình xin thêm thì cũng ngại, thế là đôi khi phải hoặc là một số người khác lại tặng mình những cái loại mật ong khác thì mình uống thì đúng là nó bị he này, hoặc là bị chua này, hoặc là có cái mùi lên men ấy. Đấy, Rồi. thế là mình cảm thấy là kiểu rất là khó uống, thì lúc ấy cũng rất muốn là gọi điện xin Hải nữa nhưng mà ngại. Đấy, bạn thì một năm bạn cho hai hai ba chai là hết cả là lời của người rồi, để xin thế nữa thì ngại lắm, cho lần sau chắc mình mua của Hải Rồi. nhá. Thực ra là mình là muốn tính thẳng nó sắt bắt garo. Ở trong người ta gây mê đúng không, Nhưng mà không ngờ là mất gây cả chỉ mê lẫn rồi bỏ chai. bê. Năm mới, năm Giáp Thìn này thì ông có điều gì mới muốn chia sẻ với quý vị khán giả không? Năm mới thì năm nay là Hình như năm là bản lề của tôi, năm bước sang một cái thiên niên kỷ mới của cuộc đời. Nam chính thức là bước sang tuổi 40, thì trong sự nghiệp và trong cuộc sống các thứ thì mặc dù mình cũng cũng vừa chuẩn bị trước mà cũng mọi thứ nó cũng ập đến một cái mà mình phải làm một cuộc cách mạng. Thứ nhất là trong cuộc sống thì mình đón thêm một thành viên mới, đó là một bạn Hoàng Nam Lý. Bé này trộm vía được cái là ăn được ngủ được. Lúc đầu mua một cái bình sữa nhỏ, thế là ngay trong mấy ngày đầu tiên em ấy đã cho cái bình sữa đấy về hưu luôn, bởi vì là ăn quá nhiều, thế là phải mua thêm mấy cái bình nữa. Trộm vía chú đến lì xì cho con năm mới á, là hay ăn trống lớn nha. Thế là con tên gì? Cảm ơn chú Hải nha, con tên là Lê Hoàng Tây Lĩnh. Sao cái tên nghe quen vậy? Nó xuất phát lấy cảm hứng từ đỉnh núi Tây Côn Lĩnh đấy, À, của Hà Giang. là nóc nhà của Đông Bắc đúng không? Để sau này rắn giỏi và đứng hiên ngang như ngọn núi trên dải núi miền Đông Bắc của Việt Nam. Thế là một mình là tự bố mình hả? Lớn lên xong đi cùng với ba Nam đi khám phá vòng quanh thế giới nha. Đẹp trai giống ba Nam ghê nhỉ. Ê. Rồi giống ba Nam ghê nữa Trời nhỉ. ạ, ăn thấy trộm vía thấy cái bình to nhỉ. To gần bằng người. Mọi người mà đây cơ mà. Ở đây thì Nam tạm gọi là em bé thánh gióng, bởi vì em ấy ăn liều lượng nó hơn những em bé bình thường ấy. Mà trộm vía là từ đầu giờ em ấy vẫn luôn ăn như thế và mọi thứ nó vẫn bình thường. Ví dụ như là đi tiểu bình thường, đi đại tiện bình thường. Thế nên là mọi người bảo là thế thì là tốt. Đấy, gần như là em ấy ăn gấp gấp đôi so với những đứa trẻ cùng lứa. Chắc là giống ba Nam rồi. Em bé thánh gióng. Thế
Tết này ba Nam là không cần phải đi đâu rồi. Tết đây rồi. Cục bánh trưng đây rồi. Cục bánh trưng to đùng. Còn trong sự nghiệp thì năm nay thì Nam bên cạnh YouTube thì sẽ đầu tư làm cả phim điện ảnh, phim ra rạp nữa. Đó là Nam cũng sẽ cố gắng chắt lọc những cái gì mà trong suốt 10 năm trước, trong cái thập kỷ trước mà mình đã đi làm và mình đã trải nghiệm, và mình sẽ đưa nó vào trong cái tác phẩm của mình. Đấy là cái mà Nam mong muốn và hướng tới. Còn tất nhiên là dự định là như thế, còn khi bắt tay vào thì quá nhiều việc phải làm các bạn ạ. Làm một bộ phim ra rạp thì nó không hề đơn giản. Làm YouTube thì nó là cái công việc một mình làm cũng được, nhưng mà làm phim ra rạp thì nó liên quan đến hàng trăm con người, rồi rất nhiều những bộ phận khác nhau, thì do đó mình cũng sẽ phải phụ thuộc và đấy, nói chung là làm cố gắng nhất có thể thôi, về chất lượng cũng như về thời gian nữa. Còn đôi khi nói trước bước hôm qua, nhưng mà mình nói vậy để mọi người thấy rằng mình đang trong cái giai đoạn như vậy, có thể năm nay và cũng có thể năm sau phim sẽ ra, cũng không thể nói trước được, bởi vì là một cái bộ phim mà nó liên quan đến quá nhiều người, quá nhiều bộ phận như thế thì một mình thì không thể kiểm soát được hết rồi. Ví dụ trong một mắt xích mà chỉ cần một cái mắt nào đấy mà nó chưa được ưng ý thì Nam cũng không phải vì thế mà mình vội vàng mình cố làm ra sản phẩm luôn, mà Nam muốn phải thật chắc chắn thì mình mới làm. Cái đề tài mà ông định làm là đề tài về lĩnh vực phim gì? Cũng hơi tâm linh, liêu trai một chút, liêu trai chí dị một chút đúng không? Cũng mượn trên một tứ truyện liêu trai của Việt Nam. Đấy, những cái Việt Nam rất là thích văn hóa Việt Nam. Mình mà có tiền mà mình, hoặc là mình đã bỏ công bỏ sức ra làm, thì mình không phải làm một cái gì đấy nó xa xôi cả. Chúng ta phải làm chính những cái gì về văn hóa mà ông cha ta để lại đó, và chúng ta phát triển lên, chứ không phải là chúng ta làm giống như thế đó. Chúng ta dựa trên những cái ông cha để lại và chúng ta đưa vào đấy một cái hơi thở của cuộc sống hiện nay, của thời đại hiện nay, thời đại 4.0, giữa các bạn trẻ suy nghĩ các thứ nó đã hơn 10 năm trước rất là nhiều, huống chi là những cái câu chuyện của Nam thì nó cách đây hàng 400 năm, 500 năm đấy. Thì mình phải cái công việc sứ mệnh của mình là phải thở cái hơi thở hiện đại, đưa cho nó một cái hơi thở đúng thời thượng hiện nay để cho mọi người có thể dễ xem. Và Nam cũng hy vọng rằng nó sẽ chinh phục được cả những khán giả của thế giới nữa, để giới thiệu được cái văn hóa cho mọi người, hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, về cảnh đẹp Việt Nam, và biết đâu về một vài diễn viên Việt Nam hiểu bỗng nhiên lên hình kiểu long lanh quá, đưa ra nước ngoài của các bạn sẽ thích thì sao. Đấy là cái mà Nam muốn làm, và chính làm được như thế thì Nam mới có động lực để làm, chứ không phải làm một bộ phim mà tự mình cảm thấy vỗ ngực là mình làm, tức là nó thỏa mãn bản thân, không phải. Tức là mình phải thỏa mãn một cái chí lớn hơn, đó là tôn vinh được cái văn hóa Việt Nam. Cảm ơn ông. Tôi nghĩ tôi sẽ chúc cái dự án của ông sẽ sớm ra rạp cũng như thành công tốt đẹp nha. Vào cái thời điểm mà khi mà phim mà có thể là đã bấm máy xong rồi, đang làm hậu kỳ rồi, nó còn rất nhiều những khâu khác như marketing, thì Nam cũng hy vọng rằng là Hải cũng như là các bạn hãy góp một tay để cho cái bộ phim được lan tỏa nhiều hơn, được biết đến nhiều hơn, và Nam sẽ có thêm động lực và nhiều cái tiềm lực để mình có thể làm cái dự án phim tiếp theo, và vẫn là theo cái chủ đề là tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam. Chắc chắn rồi. Nhưng mà ông chỉ xin một tay tôi, hai tay nhá. Hai tay, hai chân luôn. Đấy. Rồi hình như là tôi nghe thấy có hai cái vấn đề, thì còn chưa thấy vấn đề nào của tôi trong dự định của ông. Thì cái món nợ mà Hải vẫn nợ Nam ấy, thì Nam sẽ lần đây Nam sẽ giãn nợ cho Hải. Thì khi nào mà Hải mong Hải là sang năm làm ăn được, đấy, khấm khá, thì có điều kiện thì gửi lại Nam sau. Đòi nợ một cách công khai như này thì bảo sao mình có thể trốn được bây giờ đây.
Nhân dịp năm mới Hải đến thăm thì ngoài cái lời chúc cho Hải kinh tế vững mạnh để thực hiện những cái nghĩa vụ và sứ mệnh của mình đó, đi trả nợ và làm giàu cho bản thân và cho gia đình và xã hội, thì Nam cũng xin chúc tất cả các bạn một năm sức khỏe dồi dào, ý tưởng tràn trề và tiền thì chảy về túi ào ạt nhé.